A Bích có thiên phú hơn thất nương, tay nghề tinh thông, làm việc dứt khoát. Thế nên ta muốn nhận A Bích làm đồ đệ, để A Bích tiếp quản việc của thất nương. Thất nương, chờ ta xử xong tiểu đậu tử, sẽ từ từ xử lý ngươi, để ngươi biết được cái kết của việc phản bội ta. A Bích, bắt đầu đi. Vâng. Sau An Thị, Kim Vàng đã mất tích 10 năm, nay lại hiện thế là do tổ sư gia hiển linh. Trác đại gia thuận theo ý thần, kế thừa vị trí thợ may đệ nhất thiên hạ, danh xứng với thực. Nay trên dưới thượng phục cục, mời tổ sư gia tiến hành đại điển tế bái Kim Vàng. Chủ nhân nghe lệnh, quỳ xuống khấu đầu. Quỳ xuống. Người quỳ xuống cho ta. Tiểu đậu tử, quỳ xuống đi. Người đâu? Bắt hắn quỳ xuống cho ta. Tiểu đậu tử, ngươi đừng ngang bướng nữa, mau quỳ xuống đi. Trác Cẩm Nương, cho dù bà bắt ta quỳ xuống, bò xuống, ta cũng sẽ không thừa nhận thợ may đệ nhất thiên hạ giả mạo như bà đâu. Vốn còn định chờ sau khi nghi thức tế bái Kim Vàng kết thúc rồi mới hỏi đến tội trạng của ngươi. Xem ra ngươi không đợi nổi rồi. Người đâu? Lôi hắn xuống cho ta. Hoặc 20 gậy. Không, 30 gậy. Đánh mạnh cho ta, đánh cho đến chết. Đừng đánh nữa. Tiểu đậu tử, chỉ cần ngươi cúi đầu nhẫn nhịn, sư phụ khoan dung độ lượng nhất định sẽ tha cho ngươi. Tiểu đậu tử, rốt cuộc ngươi có phục không? Ta không phục. Quả nhiên là không biết hối cải. Nếu ngươi không sợ chết, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Đánh. Đánh tiếp cho ta. Chờ đã. Sư phụ, hôm nay là ngày lành làm lễ bái Kim Vàng, nếu cứ đánh như thế sẽ mất mạng đấy. Mặc dù tiểu đậu tử không sợ chết, nhưng đổi nhi sợ làm hỏng chuyện vui của người. Điện hạ, tả vệ xuất về cung rồi, nói có chuyện gấp muốn cầu kiến điện hạ. Thái tử có chuyện thì ra khỏi điện, đừng làm phiền sự thanh tịnh của bệ hạ. Có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của hoàng thượng chứ? Bảo hắn chờ ở ngoài điện đi. Vâng.
Vương Nội Thị, Thái tử Điện Hạ đâu? Điện Hạ thật sự không thể ra được, bảo ngài chờ đây. Đa tạ Vương Nội Thị. Tả Vệ Xuất, đánh chết thì vui càng thêm vui. Bây giờ hắn đang xui xẻo, tự tìm cái chết, không trách ta được. Còn mấy gậy nữa? Còn hai gậy nữa. Nói bậy. Ta đã đếm rồi, rõ ràng vẫn còn 10 gậy. Còn nhiều thế ư? Sao lại còn 10 gậy nữa chứ? Chỉ còn 2 gậy thôi mà. Sư phụ, sư phụ, còn liên tục đếm, đã được 28 gậy rồi. Im miệng. Đánh tiếp cho ta, đánh mạnh vào. Hôm nay ai dám nói nhiều thì sẽ có cái kết như tiểu đậu tử. Tại hạ là Tả Vệ Xuất Đông Cung Bùi Hành Kiệm, phụng lệnh của Thái tử dẫn tiểu đội tử của Thượng Phục Cục quay về hỏi chuyện. Khoan đã, ngươi nói Thái tử muốn gặp tiểu đội tử sao? Đúng vậy, nói bậy. Không lâu trước ta mới đến cung Cẩm Lạc, muốn mời Dương Phi đến Thượng Phục Cục dự lễ. Nhưng Dương Phi nói, từ ngày hôm nay tất cả phi tần và hoàng tử phải thỉnh an hầu hạ ở điện Cam Lộ, không được rảnh rỗi. Bây giờ Thái tử đang ở điện Cam Lộ hầu hạ bên cạnh vua, sao có thời gian rảnh rỗi triệu kiến tiểu động tử đến Đông Cung chứ? Tiểu động tử, ta đến muộn rồi. Cô muốn nói gì ta đang nghe đây. Huynh đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh. Sau này cho dù là sống hay chết cũng không còn liên quan gì đến huynh nữa. Tả Vệ Xuất, tiểu đội tử đã nói gì? Tiểu đậu tử nói, nếu hôm nay cậu ấy mất mạng tại đây thì không thể nào hoàn thành long bào mà Thái tử đã chuẩn bị kỹ càng cho bệ hạ. Lâm Thượng Phục, chúng ta làm việc cho chủ nhân khác nhau, cũng có nhiều cái khó khác nhau. Thật sự không cần phải làm khó lẫn nhau, cần gì vì chuyện nhỏ này mà cắt đứt đường lui của mình chứ? Thái tử có lệnh, Thượng Phục Cục ắt sẽ tuân lệnh. Tiểu đậu tử dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm đến Trác đại gia, cho nên phải chịu sự giáo huấn của Trác đại gia. Nếu như bây giờ đã chịu phạt xong, Tả Vệ Xuất cứ đưa tiểu đậu tử đến gặp Thái tử đi. Tạ ơn Lâm Thượng Phục. Lâm Thượng Phục, hồ đồ rồi à? Tiểu đậu tử vẫn chưa nhận tội với ta, sao có thể để hắn đi chứ? Xin Trác đại gia nhớ rõ, sau này Thượng Phục Cục, nếu như có người dám dĩ hạ phạm thượng chống lại lệnh trên, thì tiểu đậu tử là tấm gương trước mắt. Bất Lộc Viện. Mẹ, Lưu Ly sai rồi. Lưu Ly vô dụng. Là Lưu Ly vô dụng. Mẹ, Lưu Ly vô dụng, là Lưu Ly vô dụng.
Mẹ, Lưu Ly vô dụng. Lưu Ly, mẹ cô trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không oán trách cô. Muốn trách cũng là trách ta. Là ta hại cô, làm mất kim vàng của mẹ cô và danh hiệu thợ may đệ nhất thiên hạ. Cô nhất định phải khỏe lại. Cho dù là trách ta, mắng ta hay đánh ta, thế nào cũng được hết. Thất nương, tôn nội thị, cái này là y phục thường ngày cho động y quan thay. Còn cái này là hộp gỗ tôi tìm được dưới giường của cậu ấy. Ông cất đi. Được. Đa tạ thất nương. Sư phụ, thuốc đến rồi. Để ta. Nào. Lưu Ly, cô tỉnh rồi à? Tiểu đậu tử, con tỉnh rồi à? Mau, mau uống thuốc này đi. Thuốc này hiệu nghiệm lắm. Là phương thuốc và nguyên liệu tả vệ xuất tìm từ Thái Y Viện đến đấy. Nào. Huynh đi đi. Ta không muốn nhìn thấy huynh nữa. Tiểu đậu tử, tả vệ xuất mạo hiểm cứu mạng con về, sao con có thể... Thái tử, vốn dĩ muốn cô tĩnh dưỡng ở Đông Cung, nhưng lại sợ Dương Phi và Tào Vương gây ra chuyện gì nữa, cho nên đành để cô ở lại Bất Lục Viện. Cô ở đây dưỡng thương thật tốt, thượng phục cục, thái tử sẽ ra mặt dọn dẹp. Nhi thần bái kiến bệ hạ. Bái kiến thái tử điện hạ. Bệ hạ đang uống thuốc sao? Thuốc của bệ hạ vẫn chưa sắc xong. Bây giờ đang uống là canh cam lộ. Phan tổng quản, thuốc của bệ hạ sắc xong rồi.
được đâu. Hoàng huynh, đệ đệ. Phan nội thị, thuốc của bệ hạ đâu? Sao vẫn chưa mang lên? Bệ hạ, vậy người nghỉ ngơi đi. Mọi người lui xuống trước đi, để bệ hạ yên tĩnh nghỉ ngơi. Được. Chấm mệt rồi, đều lui xuống hết đi. Phụ hoàng nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần cáo lui trước. Phan Tần Hải, ta thấy ngươi chán sống rồi. Có phải ngươi muốn đến âm tảo địa phủ làm bạn với Cao Toàn không? Điện hạ tha mạng, điện hạ cũng không phải nô tài có ý thoái thác, chỉ là hôm nay thật sự không dễ ra tay. Điện hạ, vừa nãy khi nô tài lấy gói thuốc ra, nô tài đột nhiên nhớ ra lời dặn dò của Dương Phi. Dương Phi từng nói, thuốc này một khi nghiền nát thì nhất định phải dùng ngay, không thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Thuốc này ở trong tay nô tài đã hơn 3 ngày rồi, nô tài sợ tác dụng của thuốc không đủ. Nếu bệ hạ dùng thuốc này không lập tức mất mạng, thế há không phải là chuẩn bị sẵn cho thái tử đăng cơ sớm sao? Vì đại nghiệp thiên thu của người, điện hạ, nô tài không thể không cẩn thận. Nếu vậy sao ngươi không nói sớm? Từ ngày mai, bản vương cách một ngày sẽ để bổ ba nỗ đưa cho ngươi bột thuốc mới nghiền. Nếu như ngươi lại dám giở trò kéo dài thời gian, bản vương tuyệt đối sẽ không đương tay. Điện hạ yên tâm, nô tài sẽ cố hết sức làm việc cho điện hạ. Thất nương tỷ tỷ, thuốc đến rồi.
Việc này nam nữ khác biệt. Tiểu Thuận Tử, ngươi làm đi. Người chết thì ta có thể làm được. Cái này vẫn là giao cho Thất Nương tỷ tỷ đi. Tiểu Thuận Tử, ta quên nói với Thất Nương rồi, đại phu dặn dò nhiều lần, thuốc cao hôm qua bôi lên nhất định phải lau sạch sẽ rồi mới bôi thuốc mới. Khi nãy ngài đã dặn dò rồi, nếu Thất Nương nhớ nhầm thì phải làm sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Mau nói đi. Thất Nương tỷ tỷ, đại phu dặn rồi, trước khi thay thuốc bắt buộc phải lau sạch thuốc cũ mới được bôi thuốc mới. Biết rồi. Nói tiếp đi. Đại phu còn nói, nước sạch dùng lau vết thương không được quá nóng cũng không được quá lạnh, phải tương đương với nhiệt độ cơ thể mới có thể giảm được sự đau đớn lúc thay thuốc. Được. Đừng mà. Đánh chết ta. Đánh chết. Đánh chết ta cũng không nhận thua. Thợ may đệ nhất thiên hạ. Thợ may đệ nhất thiên hạ. Tuyệt đối không thể giao cho Trác Cẩm Nương. Đừng mà. Ta không muốn gặp lại huynh nữa. Huynh đi đi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Tiểu đệ tử thế nào rồi? Vết thương của hắn lành chưa? Bây giờ Đậu Y Quan không chỉ có vết thương ngoài, nặng hơn là tâm bệnh. Hắn ta vẫn luôn nói mơ, đối với chuyện Kim Vàng vẫn canh cánh trong lòng. Hắn nói sau này không muốn gặp ngài nữa. Đậu Y Quan tính khí ngang ngược, chuyện một khi đã nhận định thì có nói thế nào cũng không kéo lại được. Ta lo hắn sau này sẽ ghi thù với ngài. Cũng khó trách hắn oán hận ta. Giờ đây ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc ta đã làm đúng hay không. Tiểu Đậu Tử không phải người ghi thù hằn. Ai đối tốt với hắn trong lòng hắn sẽ rõ. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ nghĩ thông thôi. Hai người, các ngươi vào trước đi. Nhớ đừng cho bệ hạ uống thuốc vội. Mọi thứ đợi ta vào rồi nói. Vâng. Tại sao ngươi lại có thể nghênh ngang ở đây đợi ta? Nhớ lần sau tìm một nơi không có người. Đi theo ta. Phan Tổng Quản sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ của Tào Vương Điện Hạ, càng sớm ngày được giải thoát, không cần phải sống trong lo sợ nữa. Đợi đã. Phan Tổng Quản dừng bước. Chỗ ta vẫn còn một phần thưởng, Tào Vương đặc biệt dặn dò ta chuẩn bị cho ngài.
Làm việc cho Tào Vương là việc của ta, nào dám đòi thưởng chứ? Không mở ra xem thử đi, xem phần thưởng này có vừa ý ngài không? Đây là vật gì? Nghe nói Phan tổng quản nổi danh có hiếu, làm sao ngay cả ngón tay của cha mình cũng không nhận ra vậy? Cha, con trai liên lụy người rồi. Con trai có lỗi với người. Cha, Phan tổng quản nếu còn kiếm cớ kéo dài thì thứ đựng bên trong hộp sẽ không còn là ngón tay, mà e là thành cái đầu luôn rồi. Nói với Tào Vương điện hạ, ta nhất định sẽ làm theo lệnh của ngài ấy. Xin Tào Vương điện hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho người nhà của ta. Người có từng nghĩ rằng sau khi Tào Vương làm xong việc sẽ giết người diệt khẩu để phòng sau này không? Đến lúc đó ta chết không hối tiếc. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngươi và ta giống nhau cả thôi, chỉ là con cờ trong tay Tào Vương mà thôi. Sau này chết còn hơn là bây giờ chết. Một người chết còn hơn là cả nhà chết. Cha ơi, vết thương của tiểu đậu tử tốt hơn rồi. Hôm nay ta đi thăm cậu ấy, sau đó đến điện Cam Lộ để thỉnh an bệ hạ. Điện hạ, không thể được. Tiểu đậu tử ở Bất Lộc Viện dưỡng thương là bất đắc sĩ. Điện hạ quý thể không nên đến nơi đó. Tiểu đậu tử bệnh lâu không khỏi, ít nhiều cũng có nỗi u uất trong lòng. Tuy trước nghe nói ngoài cung có một vị lang trung nổi tiếng chữa trị vết thương ngoài da, cũng giỏi trong việc chữa suy gan, khí trệ, huyết ứ. Tỳ chức xin phép điện hạ cho nghỉ đi ra ngoài cung một chuyến để hỏi thăm danh y. Người cứ đi đi, có cần gì cứ nói với ta bất kỳ lúc nào. Vâng, thủ ước. Còn có một chuyện này, mấy ngày gần đây số lần Tào Vương đến điện Cam Lộ nhiều hơn bình thường rất nhiều, đúng là rất đáng ngờ. Sức khỏe của bệ hạ ngày càng yếu, ta lo là Tào Vương bất chấp mạo hiểm được ăn cả ngã về không. Tuy là không biết hắn sẽ ra tay ở đâu, nhưng lại không thể không phòng bị. Theo như ty chức thấy, Tào Vương trừ binh biến ra, nếu không cũng không gây bất lợi với bệ hạ. Vào thời điểm quan trọng này, người sợ bệ hạ có chuyện bất chắc nhất chắc chắn là Tào Vương. Có điều có một chuyện điện hạ không thể không phòng bị. Chuyện gì? Người người đều nói Cao tổng quản nhất thời vấp ngã mà chết. Nhưng mà theo ty chức điều tra, lúc Cao tổng quản ngã chết, không có ai nhìn thấy tận mắt cả. Sau khi Cao tổng quản chết, Dương Phi lập tức đề bạt Phan Tần Hải làm tổng quản nội quan. Trong chuyện này e là có nội tình. Ý của ngươi là Phan Tần Hải là do mẫu tử Tào Vương sắp xếp vào bên cạnh thánh thượng? Điện hạ, thân tín của Phan tổng quản tới báo tin thánh thượng vừa rồi đã tỉnh lại, đặc biệt nhắc nhở điện hạ sớm đến điện Cam Lộ thỉnh an. Điện hạ, Phan tổng quản này đang có tâm tư gì vậy? Sao tự nhiên lại ân cần thế? Điện hạ, đề phòng là không thể thiếu, nếu cẩn thận hơn không nên tin tưởng quá.
Xin thỉnh an Thái tử điện hạ. Bệ hạ dậy sớm như vậy, có phải tối qua ngủ không được ngon không? Nô tài to gan mời Thái tử đến, là muốn nhân lúc điện cam lộ người còn đang ít, nói vài câu với Thái tử điện hạ. Bây giờ đang là thời điểm rối ren, có bất cứ động tĩnh gì nhất định cũng không được coi thường. Bùi huynh cứ việc yên tâm, đệ sẽ sát sao. Bổ ba nỗ dám đi lại lung tung trong cung Thái cực. Mời đưa lệnh bài. Lệnh bài mất rồi, lần sau sẽ đưa. Bộ thị vệ biết quy tắc trong cung, xin đừng làm khó bọn ta. Không có lệnh bài thì không được xuất cung. Bộ thị vệ, ngài sao vậy? Tránh ra. Ngăn hắn lại. Tạ ơn tả vệ xuất đã ra tay cứu giúp. Mau qua đây, bắt bổ ba nỗ lại cho ta. Đợi đã, ta sẽ đưa hắn về. Việc này Thái tử có lệnh. Bệ hạ đang mắc trọng bệnh, kẻ làm loạn cung quy coi thường pháp luật sẽ nghiêm phạt không tha. Bổ ba nỗ tội ác chất chồng, ta đưa hắn về phục lệnh Thái tử. Nếu đã vậy, thì trước xin giao lại hắn cho tả vệ xuất. Mang thuốc qua đây. Chậm tranh thủ uống sớm rồi nghỉ ngơi. Cũng tiện cho các con đi lo việc triều chính. Phan nội thị, mang thuốc đến đây. Chị Nhi, chuyện trong triều nếu có gì không hiểu thì cứ thỉnh giáo trưởng Tôn Vô Kỵ và các vị trọng thần trong triều. Bệ hạ yên tâm, Nhi thần đã hiểu. Thái tử chính sự bận rộn, nhưng ngày nào cũng có thể đến điện cam lộ hầu hạ bên cạnh bệ hạ, còn đích thân bón thuốc cho bệ hạ. Nhi thần nhìn mà cũng thấy ấm áp trong lòng. Bệ hạ trước giờ không thích uống thuốc, mà dạo này lại luôn uống thuốc đúng giờ. Đây đều là công lao của Thái tử. Yeah.
Đô tài phụng lệnh Tào Vương hạ độc vào trong thuốc của bệ hạ, rồi truyền lại lời cho bệ hạ là thái tử hạ độc vào thuốc. Điện hạ, tất cả những gì tiểu nhân vừa nói đều là sự thật, không dám nói dối nửa lời. Người đã lựa chọn theo phe Tào Vương, tại sao lại nói cho ta biết bí mật động trời này? Lý do gì để ta tin ngươi? Điện hạ, nô tài không chủ động đứng về phe Tào Vương, nô tài cũng chỉ bị ép mà thôi. Nô tài không cầu công lao, chỉ mong sống yên ổn. Nô tài chỉ muốn giữ mạng cho cả nhà già trẻ lớn bé và mạng sống của mình. Trong các vị hoàng tử, bệ hạ yêu thương nhất là thập tứ đệ. Thập tứ đệ tuy có âm mưu đoạt lấy vị trí thái tử của ta, nhưng cũng không đến mức dám phạm vào tội ác tày trời, hạ độc bệ hạ. Huống hồ, sau khi võ tài nhân đóng cửa tu hành, đều là ta hầu hạ bệ hạ uống thuốc. Nay ngươi lại cố ý bảo ta tránh xa bệ hạ, mà chuyện hầu hạ thuốc thang lại vốn là trách nhiệm của con cái. Vậy chẳng phải đúng với ý muốn của Tào Vương sao? Khiến Tào Vương có cơ hội nói ta bất hiếu với bệ hạ. Điện hạ, đi thần một lòng hy vọng bệ hạ sớm ngày khỏi bệnh. Gần đây vẫn luôn chép kinh, nhưng không ngờ lại tái phát bệnh run tay. Trước đây vì bệnh này mà làm đủ thuốc của bệ hạ, xem ra chuyện chăm sóc bệ hạ sau này phải nhờ thập tứ đệ rồi. Điện hạ, Bổ Ba Nỗ xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Thuốc phát tác làm náo loạn cửa cung, bị Bùi Hành Kiệm bắt được, giải đến phủ Tả Vệ Xuất rồi. Đồ vô dụng. Thế nào rồi? Tả Vệ Xuất, mạch tượng này khó bề tưởng tượng, lúc yếu ớt giống như người sắp chết, lúc thì mạnh mẽ vượt xa giới hạn của người thường. Mạch tượng này thật sự quá kỳ lạ rồi, thứ ti chức vô dụng không dám phán đoán bừa bãi. Ngươi lui xuống trước đi. Mau cho ta thuốc. Bổ Ba Nỗ có danh là dũng sĩ đứng đầu thảo nguyên, người uy vũ như vậy sao lại biến thành thế này? Bổ Ba Nỗ bất chấp xuất cung, chắc chắn là có chuyện vô cùng quan trọng. Lẽ nào có liên quan đến Tào Vương? Nhất định phải cậy được miệng hắn trước khi Tào Vương đến. Đây là đâu? Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta muốn ra ngoài.
nói tại sao phải bất chấp xuất cung. Ta tái phát bệnh đau đầu lâu năm, muốn xuất cung thăm khám, ai ngờ lại đánh mất lệnh bài, thế nên mới phải xông ra. Ngươi còn trẻ tuổi, lại là kẻ luyện võ, hà cớ lại mắc bệnh đau đầu lâu năm còn không mau khai thật. Người của bản vương phạm lỗi, tự bản vương sẽ dạy dỗ. Bùi Hành Kiệm, một tả vệ xuất bé nhỏ như ngươi lại dám làm thay việc người khác, lá gan không nhỏ đấy. Bùi Hành Kiệm, bái kiến Tào Vương Điện Hạ. Hôm nay Bổ Ba Nỗ tự ý xông ra cửa cung, giống như phát điên, đánh thương nhiều thị vệ. Ty chức chỉ sợ hắn gây ra họa lớn nên mới bắt giữ lại. Bản vương tự biết dẫn hắn quay về trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu Lục Tử, vâng. Bùi Hành Kiệm, ngươi dám! Xin điện hạ bớt giận. Không phải ta đã cho ngươi thuốc rồi sao? Tại sao không uống? Điện hạ, đó không phải là thuốc, đó là thuốc độc. Còn tiếp tục uống thì ty chức sẽ hỏng mất, sẽ phế mất. Ngươi là người đầu tiên uống thuốc này, hậu quả nếu tiếp tục uống ta thật sự không biết. Nhưng bộ dạng đòi sống đòi chết của ngươi bây giờ ta có thể đoán định. Nếu ngươi cắt thuốc, chỉ có một con đường chết. Điện hạ, điện hạ, uống chưa? Uống rồi. Không ngờ dược tính của thuốc viên này lại lớn như vậy. Vậy không chừng sau này còn có thể có tác dụng lớn hơn. Chỉ là Bổ Ba Nỗ này sợ là hỏng rồi. Nhi thần thỉnh an mẫu thân. Còn có chuyện gì không vui sao? Sao mặt mày lại ủ rũ vậy? Hôm nay chỉ thiếu chút nữa là đại sự thành rồi. Thiếu chỗ nào? Lý Trị này không biết có phải đã nhìn ra manh mối gì không. Con nhìn thấy hắn lấy bát thuốc trong tay bón đến bên miệng bệ hạ rồi, nhưng đột nhiên lại nói tay run, nhất quyết chuyển việc cho bệ hạ uống thuốc cho con. May mà lúc đó con phản ứng nhanh làm đổ bát thuốc. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thời khắc quan trọng đột nhiên lại run tay. Hắn nói gần đây vì bệ hạ chép kinh cầu phúc, tay đã bị thương cho nên bệnh run tay lại tái phát. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta sợ là lại thất bại rồi.
Tinh thần của bệ hạ thì càng ngày càng không tốt. Chuyện này vô cùng cấp bách, còn đợi tiếp chỉ sợ sẽ không kịp nữa. Nhi tử đang sầu não vì chuyện này đây. Hay là chúng ta dứt khoát chuẩn bị thật tốt, nếu bệ hạ băng hà, chúng ta trực tiếp dùng binh lực khống chế Huyền Vũ Môn, sau đó ban bố chiếu thư, nói là trước khi bệ hạ băng hà, phát hiện Lý Trị không đảm nhận được trọng trách, vì vậy để lại di chiếu, truyền hoàng vị cho con. Như vậy cũng là một cách nhanh gọn. Nội thị tổng quản Phan Tần Hải là người của chúng ta, có thể để hắn chứng minh di chiếu là bệ hạ tự tay viết. Nhi tử hiểu rồi. Chuyện bài binh bố trận nhất định không thể qua loa, còn mau chóng sắp xếp kế hoạch đi. Bổ ba nỗ này nghiện độc dược, sắp thành phế nhân rồi. Nhi tử nhất định phải tìm một người đắc lực để thay thế hắn. Viên thuốc đó lợi hại như vậy ư? Hắn muốn lén cai thuốc, ai ngờ hôm nay giống như điên, suýt nữa gây ra đại họa. Hồ Lô Đường đây. Ông chủ, không biết ở gần đây có quán Hằng Thái không? Hằng Thái ư? Ở không xa, ngay phía trước đấy. Bây giờ ngài mới đến cũng hơi muộn rồi. Tìm Hằng Đại Phu khám bệnh sẽ phải xếp hàng đến ngày mai. Hằng Đại Phu này, y thuật cao minh vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Hằng Đại Phu chuyên trị những chứng bệnh phức tạp. Rất nhiều người nơi khác đều ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Đa tạ. Hằng Đại Phu, người này không nói đạo lý, cứ muốn xông vào. Vị lang quân này, nếu ngài đã đến y quán Hằng Thái xem bệnh thì phải theo quy tắc của ta. Đây là quy tắc của ta. Bọn họ là khám bệnh, ta là cứu mạng. Ra ngoài. Đi thôi. Chúng ta mau đi thôi. Vừa nãy có phải có một người tên là Bùi Hành Kiệm tìm ngươi khám bệnh không? Ngài nói là con cháu của Bùi tộc, Bùi Lang Quân sao? Chính là hắn. Hắn bị bệnh nan y gì? Nào. Hắn hả? Không phải là xem bệnh cho bản thân. Không phải là bản thân. Nếu là khám bệnh thì tại sao bệnh nhân không đến? Bùi Lang Quân liên tục dặn dò ta không được tiết lộ. Huống hồ bảo vệ bí mật cho bệnh nhân chính là bổn phận của người hành y như ta. Thứ cho ta không thể nói. Ta nói, hắn là xem bệnh cho một vị tiểu nương tử. Vị tiểu nương tử đó đã bị thương ngoài da rất nghiêm trọng, thêm việc can khí tích tụ, hầu như là mệnh chết. Sợ là đã bị chứng bại huyết. Theo lý mà nói, xem bệnh phải theo nghe, nhìn hỏi sờ. Không thấy được mặt của người bệnh, ta sẽ không thể chữa trị. Nhưng ta thấy hắn cầu xin rất thành tâm thành ý, nên ta mới phá lệ một lần chẩn trị cho hắn. Tiểu nương tử, người còn không thấy, sao mà biết là tiểu nương tử? Lang quân có điều không biết, người bệnh nam dùng thuốc cần chú ý đến khí và thận, còn người bệnh nữ dùng thuốc cần chú ý gan và máu. Phần lớn lang băm dùng thuốc không phân biệt nam nữ. Hằng Thái ta thì không thể dùng những chiêu qua loa cầu thả như vậy, nhất định phải phân biệt rõ mới có thể dùng thuốc đúng bệnh. Nhìn lang quân thân thể cường tráng như trâu, lực tay như sắt thép, không giống người có bệnh. Tại sao phải mang vận đen đến cho lão phu? Đây...
Điện Diệu Đức. Điện Hạ, dược liệu mà Bổ Ba Nỗ cần còn lại không nhiều, có cần phải dặn dò xuống nhanh chóng lấy đợt mới không? Bổ Ba Nỗ đã là phế nhân, chi phí làm thuốc không thấp, không cần thiết nữa. Vâng. Tranh thủ thời gian tìm kiếm người thay thế Bổ Ba Nỗ. Ý của Điện Hạ là Bổ Ba Nỗ đã là kẻ bỏ đi. Người có thể nghiên cứu ra loại thuốc như thế nhất định là tuyệt thế cao thủ. Không biết Lăng Quân có thể vì tại hạ mà giới thiệu không? Nếu như ta biết hắn ở đâu, ta đã sớm đem hắn ngũ mã phanh thây rồi. Dược liệu thuốc này kỳ lạ, âm dương tương khắc. Tuy có cách biệt dược lý, nhưng trong thời gian ngắn dùng thuốc có hiệu quả kỳ diệu, có thể chữa những bệnh người thường không thể chữa. Hiệu quả mãnh liệt, độc tính cũng mạnh, dùng lâu gây nghiện. Tuy là linh đan, cũng là độc dược. Tại hạ có thể vì Lang Quân điều chế mấy thang thuốc làm dịu cơn đau. Nhưng nếu muốn trị tận gốc, cách duy nhất chính là dứt hẳn việc nghiện thuốc. Chỉ là dứt việc nghiện thuốc không phải là dễ. Sợ là đến lúc đó chưa cai được thuốc, ngược lại vì ngừng thuốc mà mất đi tính mạng. Tiểu đậu tử, ta biết ngươi khổ, ta cũng biết ngươi tức giận. Nhưng ngươi có từng nghĩ, mẹ của ngươi nếu như ở trên trời nhìn thấy dáng vẻ bỏ cuộc của ngươi, sẽ tức giận thế nào không? Sẽ thất vọng thế nào không? Ta sinh ra nhát gan, có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng không dám làm. Nhưng ngươi không giống như thế. Tuy rằng ngươi là nữ tử, nhưng không sợ trời, cũng không sợ đất, muốn làm gì thì làm. Chưa từng khóc lóc, cho dù va vấp mặt mũi bầm dập. Sau chuyện bị sư phụ đánh mắng trách phạt, ngươi vui vẻ giống như người không có chuyện. Ta bội phục ngươi, chính vì ngươi trở thành dáng vẻ mà ta mong muốn. Cho nên, dù trong cung có khổ cực mệt nhọc thế nào, chỉ cần nhìn thấy ngươi ở trước mắt ta đi lại mạnh khỏe, thì ta cảm thấy trời có sụp xuống cũng chẳng là gì. Nhưng giờ đây, ý chí ngươi xa sút, đục trí không có tinh thần. Ngươi khiến ta và sư phụ nhìn mà trong lòng khó chịu. Không phải là khuyên ta uống thuốc sao?
Ngươi phải dùng đến lời dài dòng khóc lóc, lãng phí sức lực như thế sao? Thế ngươi ăn miếng cơm trước lót dạ, rồi uống thuốc. Thuốc này là bùi... Thuốc này là ta tốn công sức để cầu danh y kê cho ngươi, nhất định có thể trị dứt bệnh. Tiểu đội tử chịu ăn cơm rồi à? Thuốc của Hằng đại phu có tác dụng chưa? Tinh thần tốt hơn rồi, thuốc vừa uống xong hiệu quả thế nào còn chưa nói chuẩn được. Tốt quá rồi. Bùi huynh, hiền đệ, có chuyện gì vậy? Bệ hạ đột nhiên triệu kiến thái tử điện hạ và cả trưởng tôn Vô Kỵ và Trử Toại Lương là trọng thần trong triều, làm phiền tiểu thuận tử rồi. Đi trước dẫn đường. Được. Tại sao trước đó không có chút tin tức gì, sao lại đột ngột thế? Dương Phi bảo điện hạ nhanh chóng đến điện Cam Lộ. Bổ Ba Nỗ đâu? Gọi hắn đi theo, đề phòng cần đến. Vâng. Bổ Ba Nỗ, điện hạ muốn vào cung, bảo ngươi đi theo. Bổ Ba Nỗ, bẩm, lập tức đến ngay. Thu buồn vạn dặm, bóng gầy đáng thương. Chẫm bị bệnh đã lâu, sức khỏe dần suy yếu, mệt mỏi với việc nước. Thái tử lý trị thông minh, hiền đức nhân hiếu, trong lòng có thiên hạ, hiểu biết hơn người. Vấn an tầm môn, biết giấc mộng cửu quốc. Đánh thắng phiên bang, người tài cao ngũ phẩm, tuổi trẻ lập công, quả thực hiếm có. Vân Thanh Quang Lộc đại phu, Trung Thư lệnh, Kiểm hiệu, Trử Toại Lương quận công Hà Nam, Thượng đẳng huyện công, Tá Võ Hầu đại tướng quân, Trưởng Tôn Vô Kỵ, tài đức đều có, đều là trung thần. Cần làm phải làm, trung thành hết mực, dùng văn dùng võ, cố mệnh đại thần đồng tâm hiệp lực, tận trung chức vị, ban bố thiên hạ, nghe lệnh thi hành. Thần Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trử Toại Lương lĩnh chỉ. Thần lĩnh chỉ. Chúng thần nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ, trung thành tận tâm, hết lòng hết sức phò tá thái tử, lo việc nước. Chị Nhi, có Nhi thần. Chị Nhi, sau này con nhất định phải coi trọng hai vị đại thần, phải mang trong lòng sự khiêm tốn, lời nhắc nhở, làm một vị minh quân, gìn giữ giang sơn vạn dặm của đại đường ta. Bệ hạ, Nhi thần nhất định nhớ kỹ lời dạy bảo. Bệ hạ đột nhiên sắc phong cố mệnh đại thần, trở tay không kịp rồi. Chúng ta rốt cuộc vẫn là chậm một bước.
Đến như bây giờ ban bố di chiếu giả, đừng nói người đời không tin, ngay cả hai vị cố mệnh đại thần tay nắm quyền lực cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mẫu thân, chúng ta chỉ còn duy nhất một con đường, phải nghĩ cách tạo ra chứng cứ Đông Cung khởi binh tạo phản, và phải là chứng cứ chắc chắn, khiến Lý Trị có trăm cái miệng cũng không thể cãi, khiến người đời và hai vị cố mệnh đại thần không còn gì để nói. Khởi binh mưu phản. Huyền Vũ Môn là một nơi tốt để phát động binh biến. Chúng ta có thể để lịch sử tái diễn. Bệ hạ năm đó dụng binh ở Huyền Vũ Môn giết chết thái tử, buộc cao tổ hoàng đế thoái vị rồi đăng cơ làm hoàng đế. Bao nhiêu năm rồi, binh biến ở Huyền Vũ Môn luôn là điều cấm kỵ với bệ hạ, là cái gai cắm mãi ở trong lòng bệ hạ. Và nay chúng ta chỉ cần để Đông Cung dụng binh ở Huyền Vũ Môn, người nói xem bệ hạ sẽ nghĩ thế nào. Đến lúc đó, Lý Trị có ăn nói kiểu gì cũng không rửa sạch được tội. Hai vị đại thần tự nhiên sẽ phải tự bảo vệ mình, phân biệt rạch ròi quan hệ với thái tử. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ là binh quyền ở Đông Cung ở trong tay Bùi Hành Kiệm, mà Bùi Hành Kiệm đó đối với Lý Trị mà nói một lòng trung thành, muốn điều động được binh quyền của Đông Cung không hề dễ dàng. Bùi Hành Kiệm, nhi tử một là không làm, hai là làm đến nơi đến chốn, tìm người giết chết hắn để hắn không cản trở chúng ta. Bùi Hành Kiệm đó võ công cao cường, đến cả Bổ Ba Nỗ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bẩm Dương Phi, Bồ thị vệ điên rồi, xin điện hạ mau đi xem. Bổ Giang, ngài tha cho ta đi, ta không dám nữa. Đưa thuốc cho ta, thuốc đều ở chỗ của điện hạ. Tha cho ta đi. Điện hạ, đưa thuốc cho ta. Đưa thuốc cho ta. Bắt lấy hắn, tuân lệnh. Hắn điên rồi. Bổ Ba Nỗ, người dám làm loạn nơi cung cấm, người thật sự điên rồi sao? Điện hạ, trong người tại hạ như có cả trăm ngàn con côn trùng, tại hạ cố gắng để cai cơn nghiện, nhưng thực sự là không kìm được. Điện hạ, tại hạ vì ngài đã làm biết bao nhiêu chuyện, xin điện hạ ban thuốc cứu lấy mạng của Ti Chức. Phế vật, trói hắn lại, bịt miệng hắn lại cho ta, đưa về vương phủ, tuân lệnh. Đợi đã, tại hạ biết được bí mật của Bùi Hành Kiệm. Tại hạ có bí mật của Bùi Hành Kiệm. Đợi đã, tại hạ không phải là phế vật. Điện hạ, tại hạ không phải là phế vật. Bí mật gì? Nói. Điện hạ, người bức tại hạ uống thứ thuốc gây nghiện đó là người, là điện hạ.
vì cuộc tranh đấu này, vì muốn thắng được buổi hành kiện, vì đại nghiệp to lớn của người. Tại hạ không gần ngại thử thuốc, tại hạ không có gì oán trách cả. Tại hạ biết là bây giờ thuốc gây nghiện khó cai, không còn tác dụng gì nữa. Nhưng mà điện hạ, tại hạ muốn cầu xin người một chuyện. Sau khi chuyện thành công, đừng giết người bịt miệng. Điện hạ, tiếp sau, tại hạ làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân tình này của người. Điện hạ. Bồ Ba Nỗ, chỉ cần ngươi trung thành với bản vương, thuốc này ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Tạ ơn điện hạ ban thuốc. Bồ Tát, 11 năm trước, buổi hành kiệm ở trước mặt người tự ý đổi quẻ của Lưu Ly. 11 năm sau, lại tự ý làm chủ đưa kim vàng của mẹ Lưu Ly cho Trác Cẩm Nương. Còn một lòng cho rằng đây đều là muốn tốt cho Lưu Ly, có thể giúp cô ấy thoát khỏi tai ương. Cuối cùng, Lưu Ly lại bị con làm hại. Tất cả chuyện này đều là do một mình Bùi Hành Kiệm sai. Bồ Tát nếu muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình con. Bùi Hành Kiệm cam tâm tình nguyện chịu phạt, gánh chịu tai ương này hộ Lưu Ly. Xin Bồ Tát giúp con. Lưu Ly, chân cô làm sao vậy? Có phải bị tổn thương đến kinh mạch rồi không? Tại sao cô không nói với ta, không nói với mọi người chứ? Đây là chuyện của ta, không cần huynh quản. Nào, để ta đỡ cô lên giường. Ta đã nói không cần huynh quản rồi. Lưu Ly, cô không cần sợ. Thế gian này có không ít thần y. Vết thương của cô nhất định sẽ khỏi thôi. Huynh đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh. Lá bùa bình an này là ta đã cầu được ở Đại Từ Ân Tự. Ta đã ở trước mặt Bồ Tát cầu nguyện. Bồ Tát nhất định sẽ bảo vệ cô. Không cần đâu. Khỏe ở đó còn không chuẩn, cầu nguyện thì làm sao mà chuẩn được. Ai nói là khỏe ở đó không chuẩn? Trước đây cô ở trước mặt Bồ Tát xin một khỏe. Hai lần liên tiếp ta đã âm thầm cản lại, cho nên mới có quẻ cuối cùng đó.
Huynh nói gì? Năm đó ta xin quẻ, Huynh cũng có ở đó sao? Năm đó, ta bắn một mũi tên trúng khăn tay hoa trà cô thêu. Suýt nữa không vào được cửa nhà Tô tướng quân. Cho nên mới có được cuộc gặp gỡ của ta với cô. Duyên phận của chúng ta đã bắt đầu trước cả khi ở võ phủ. Chiếc bùa bình an này có lời cầu nguyện của ta. Bồ Tát nhất định sẽ bảo vệ cô bình an. Cô nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho khỏe. Nhất định không được vội vàng hấp tấp. Ta đi đây. Bồ Ba Nỗ, vừa rồi ngươi nói ngươi biết bí mật của Bùi Hành Kiệm. Là bí mật gì? Ngươi nói tiếp đi. Theo Ti Chức thấy, quan hệ giữa tiểu nương tử này và Bùi Hành Kiệm không hề bình thường. Bùi Hành Kiệm đang độ tuổi trẻ sung sức, mất vợ nhiều năm nhưng chưa lấy vợ khác. Không lẽ tiểu nương tử kia chính là người trong lòng hắn? Đúng là ý trời. Chúng ta đang không có cách nào nắm thóp Bùi Hành Kiệm, nay Bồ Ba Nỗ lại mang đến tận tay chúng ta một con cờ tốt như vậy. Ý con là dùng nữ tử này để uy hiếp Bùi Hành Kiệm. Nhưng Bùi Hành Kiệm một mực trung thành với Lý Trị, chưa chắc đã vì một nữ tử mà phản bội lại thái tử. Mẫu thân nói đúng lắm. Bùi Hành Kiệm này trọng tình trọng nghĩa, sẽ không vì tư lợi cá nhân mà bán đứng thái tử. Nhưng mẫu thân có từng nghĩ đến, chính vì hắn trọng tình trọng nghĩa, nếu như để hắn tận mắt nhìn thấy tiểu nương tử mình thích vì lỗi lầm của hắn mà phải nếm nỗi đau, sẽ không có cách nào chịu nổi chưa? Nhìn người mình thích vì lỗi lầm của mình mà chịu nỗi đau đớn, sống không bằng chết, thì hắn ta sẽ làm thế nào đây? Bùi Hành Kiệm từng nợ thái tử, nhưng hắn cũng sắp nợ thêm cả tiểu nương tử này nữa. Món nợ này hắn dùng cả đời cũng không trả nổi. Đến lúc đó, một nam nhân trọng tình trọng nghĩa sẽ lựa chọn thế nào? Chọn đường làm quan hay chọn bù đắp cho người yêu đây? Bồ Ba Nỗ, có sắp xếp ổn thỏa chuyện này cho bản vương. Hằng đại phu. Bùi Lang Quân, đây là tiền công. Xin Bùi Lang Quân hãy giữ lại. Tại hạ thấy thật hổ thẹn, hổ thẹn trong lòng. Hằng đại phu y thuật cao minh, còn phá lệ vì Bùi Mỗ.
Bùi Mỗ từng nói, chỉ cần thuốc có hiệu quả, Bùi Mỗ sẽ trả gấp 3 lần tiền công để thể hiện lòng biết ơn. Bùi Hành Kiệm chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi. Hằng đại phu, đừng từ chối. Việc này, bệnh tình của tiểu nương tử đó ra sao rồi? Nếu đã tạm ổn rồi, thì chỉ cần tĩnh dưỡng thêm thôi, không nhất thiết phải uống thuốc nữa. Tục ngữ nói, thuốc ba phần độc. Vẫn mong Hằng đại phu làm việc tốt đến cùng, đừng từ chối. Người bệnh uống 3 ngày thuốc, tuy bệnh tình có chuyển biến tốt, nhưng đi lại bất tiện, xương cốt tổn thương, kinh mạch cũng ảnh hưởng. Hằng đại phu, nếu chê tiền không đủ, Bùi Mỗ nhất định sẽ cố gắng trả đủ. Không không, tại hạ không có ý đó. Tại hạ còn có một loại thuốc có tác dụng mạnh trong việc chữa trị xương cốt cho người bị trọng thương. Một ngày uống mấy viên? Mấy viên một liệu trình, mong Hằng đại phu nói rõ ràng, đợi ta viết lại cho ngài. Tại hạ từng nói thuốc có 3 phần độc. Không phải lúc bất đắc dĩ thì hãy hạn chế uống thuốc. Đây, Lang Quân hãy cầm lấy. Bùi Mỗ nhớ rõ rồi. Hằng đại phu được người đời ca tụng hoa đà tái thế, hôm nay được gặp đúng không phải hư danh. Bùi Hành Kiệm vô cùng ngưỡng mộ. Không dám, không dám. Bùi Mỗ xin cáo từ trước, Hằng đại phu xin dừng bước. Lưu Ly không chịu xuống giường, nói là chóng mặt không có sức, muốn nằm nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Ta lại tin là thật, hóa ra là nó sợ ta lo lắng, thế nên mới luôn giấu giếm. Ta thật vô dụng. Ta phải nghĩ tới từ lâu, hắn là người sợ nhàn rỗi, sao có thể ngoan ngoãn nằm trên giường được chứ? Đây là thuốc đặc chế của Hằng đại phu, có công hiệu mạnh trong việc chữa trị xương cốt. Ngươi cầm cho cô ấy dùng đi. Nhưng tuyệt đối không được bảo là ta đưa đến. Nếu không, cô ấy sẽ không chịu uống đâu. Được, mau đi đi, mau lên. Tả vệ xuất đúng là có lòng với Lưu Ly. Trước đây là Tôn Mỗ hiểu lầm cậu. Đến tận hôm nay, ta còn chưa từng nghiêm túc xin lỗi Tả vệ xuất. Xin hãy nhận của Tôn Mỗ một lạy, đã là chuyện quá khứ rồi, Tôn nội thị đừng để trong lòng. Ban đầu vì không muốn để Trác Cẩm Nương phát hiện ra thân phận của Lưu Ly, nên ta đã nhờ Tôn nội thị và thất nương tạo cảnh đưa kim vàng của Lưu Ly cho Trác Cẩm Nương. Này nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy, cũng không biết ta đã giúp hay hại cô ấy nữa. Tiểu đậu tử, hôm nay đã thấy đỡ hơn chưa? Cả ngày nằm trên giường bức bối lắm đúng không? Bức bối? Tu mấy kiếp mới đổi được những ngày tháng thần tiên như thế này, sao lại bức bối được chứ? Ngày tháng thần tiên? Ừ, trên có thái tử chiếu cố, dưới có người hầu hạ. Ngủ dậy thì ăn, ăn xong lại ngủ. Không cần thêu thùa, cũng không cần nghe Trác Cẩm Nương trách mắng. Chân không chạm đất, cơm bưng tận miệng, quần áo không cần tự mặc. Trong cả hoàng cung, người có thể sống những ngày tháng thần tiên như vậy ngoài bệ hạ đang nằm trên giường bệnh ra thì chỉ còn có tiểu động tử thôi. Đang yên, đang lành, khóc cho ai xem thế? Đương nhiên là khóc cho ngươi xem rồi. Ngươi mà cứ tiếp tục nằm như vậy, hai chân này của ta sắp biến thành cây đay rồi. Xin lỗi nhé tiểu thuận tử, đều tại ta khiến ngươi chịu không ít tội. Nếu ngươi thương xót ta thì mau ngoan ngoãn uống hết thuốc này đi.
Không hiểu nổi ngươi kiếm đâu ra mấy thứ thuốc kỳ quái này nữa. Đây lại là gì vậy? Lai lịch của thuốc này còn ghê gớm hơn. Đây là thuốc danh y lần trước gây cho ngươi đấy. Đại phu nói thuốc này có công dụng mạnh, chữa trị xương cốt cho người bị trọng thương. Thật sao? Con gái Lưu Ly của thợ may đệ nhất thiên hạ An Thị bị kẻ gian hãm hại, rơi vào cảnh hiểm nguy. May nhờ có tiên đan cứu chữa, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ thấy công hiệu. Không biết sau khi ngươi khỏe lại sẽ luận công ban thưởng như thế nào đây? Thưởng? Đương nhiên phải thưởng. Nói đi, ngươi muốn thưởng gì? Ta đầu óc ngốc nghếch, thưởng khiến ngươi tức giận, không dám nhận thưởng. Chỉ mong dùng xong thuốc này cho ta được lấy công trục tội, giữ lại những việc tốt, bỏ hết những việc xấu, được không? Ngươi còn canh cánh trong lòng chuyện trước đây à? Ta là người hẹp hòi thế sao? Ngươi chỉ cần nói có cho dùng thuốc này lấy công trục tội hay không. Được rồi, nói ngươi ngốc còn bảo ta nói oan cho ngươi. Cơ hội tốt như vậy cũng không biết đường kiếm của ta một khoản nữa. Ngốc chết đi được. Bồ Ba Nỗ, đã mấy ngày rồi, có tin tức gì từ phía Bùi Hành Kiệm chưa? Bẩm điện hạ, số lần Bùi Hành Kiệm đi lấy thuốc ngày càng nhiều. Theo như kinh nghiệm của tại hạ, người dùng thuốc chắc chắn đã nghiện rồi, không dứt được đâu. Cá đã mắc câu rồi thì chuẩn bị kéo dây đi.